Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 đẹp đẽ là một chương trình iGov từng trước kia mà đã từng review người bạn con này tên là Dreal. Sau khi các bạn tham gia chương trình iGov, cái đăng ký tài khoản hiện giờ nó sẽ thông báo cho các bạn là khi đăng ký nhận 200.000 top cần review nha các bạn. 200 top cần review. Con này chương trình iGov nó còn 10 ngày nữa. Để tham gia withdraw thôi cơ. Nó sau khi trên này góp các bạn vào withdraw các bạn. Withdraw full nè. Các bạn nhấp qua một bet lên này, lên ghép chia sẻ cho bạn bè người thân nhận thêm tục cần nha các bạn. Kèo này là một cái kèo khá là lâu rồi. Nhìn vào này thấy tất cả anh em đều chia sẻ rất là mạnh con này các bạn. Giá hiện tại của nó là một review cho là 0.003 USD nha các bạn. 0.03. Con này khoảng mười mấy đô thôi. Rồi các bạn chờ chút nha các bạn. Sau khi nữa các bạn ấy rồi các bạn có thể rút qua. Các bạn có thể rút qua với USDT C20 nha các bạn. Sau khi trình này góp kết thúc, mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền đầy đủ. Giờ mình hướng dẫn các bạn đăng liên đăng ký thì cô để với phần video. Rồi nhấp vào có một mi tim nè. Mà thông cảm các bạn chờ chút nha mà 3 phút rồi ta. Thôi đi, vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn bấm mời get link nè. Mai lót quá chậm. Các bạn bấm mời nút get link nha các bạn. Mình giới thiệu được hai bạn. Con này không cần khai xe cài bọng gì đâu. Chị lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiền gần như video mà kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ like.